Rồi, hello, xin chào anh chị và các bạn nha. Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Việt Hàng Used Car. Tiếp tục giới thiệu với anh chị những cái mẫu xe được bày bán lại showroom Việt Hàng Used Car anh chị ha. Đây là chiếc Sorento, xe này khá là hot nha anh chị. Sorento mà máy dầu số sàn đời 2014. Rất là phù hợp với những gia đình nào mình muốn đi xe có thể tiết kiệm nhiên liệu nè. Mà vẫn đảm bảo được cái độ rộng rãi và độ đẹp của cái xe ha anh chị ha. Thì cái mẫu ở đây là cái mẫu Kia New Sorento nha anh chị, form mới. Nó khác với lại những cái form bây giờ hiện tại là một số chỗ rất là nhỏ thôi, mình có thể thay thế rất là dễ dàng. Ví dụ như mặt ca lăng nè, cũng rất là dễ thay thế. Thì đầu tiên khi mà anh chị mua một chiếc xe cũ đó là đánh giá về phần ngoại thất, đó chính là phần đầu xe. Thì bây giờ em sẽ đi một vòng quanh xe với anh chị để khám phá cái xe này như thế nào nha anh chị nha. Ok anh chị, phần đầu xe thì nước sơn zin còn khá là nhiều, còn rất là đẹp nha anh chị nha. Thì cái xe do là tụi em mới lấy về nên là nó hơi bẩn một chút xíu, nhưng mà tụi em sẽ dọn rửa đánh bát lại cho anh chị hết. Thì phía phần đầu xe chúng ta sẽ có một cái phần cụm đèn rất là lớn, có đèn led chiếu sáng ban ngày cũng như là đèn bi halogen phía trong, có đèn pha nè, đó, đèn xi nhan nè, cũng như đèn hỗ trợ góc lái dưới đây đó, cảm biến trước xe luôn, cảm biến đầu xe luôn. Giá chỉ hơn 550 triệu thôi, chính xác là 558 triệu và có hỗ trợ trả góp luôn cho mình. Đó, khá là mềm so với một chiếc xe 7 chỗ mà máy dầu luôn. Tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị nha. Em đánh giá xe này nước sơn còn rất là mới, phần đầu xe. Tiếp theo là phần thân xe, anh chị có thể thấy được cái phần mâm rất là lớn. Là răng rất là lớn nha anh chị nha. Khủng hoảng luôn. Một chiếc SUV đó, mà được phay xước nè, rất là điệu, rất là đẹp nha anh chị nha. Đó, lớp còn rất là cao. Xe mới đi được có 41.000 thôi. Thì cái mâm này là mâm 18 inch nha anh chị nha. Rất là đẹp, rất là ít chày. Phần giảm sốc, phần gầm bên trong nè, anh chị thấy sơ cũng rất là đẹp. Ốc còn tem của, còn sơn của nhà sản xuất luôn. Đó, xi nhan tích hợp trên gương nè, cũng như có tấm ốp mạ chrome để bảo vệ cái phần này. Đó, tay nắm cửa mạ chrome và có chén cửa luôn nè, về che mưa, phim cách nhiệt. Nói chung là xe đã option thêm gì là chủ cũ đã option lên rồi ha anh chị ha. Xe rất là mới, có cả bệ bước chân luôn. Đó, anh chị bước lên cho nó tiện lợi khi mà bước lên xe ha. Đó, cho mấy em nhỏ leo lên cho nó dễ dàng. Rồi, phần thân xe rồi, bây giờ tới phần sau xe. Phần sau xe, đi với em coi phần sau xe nha anh chị nha. Rồi, ok anh chị, đây là phần phía sau xe của em nó ha. Dãy đèn led rất là to bản, dày, rất là đẹp luôn. Có logo CRD là cái công nghệ phun nhiên liệu, phun dầu trực tiếp vào buồng đốt ha anh chị ha, giúp cho xe mình tiết kiệm nhiên liệu mà cũng đảm bảo được sức mạnh của cái xe ha. Đó, cảm biến lùi nè, đó, camera lùi nè. Đấy, rất là đủ option nha anh chị nha. Thì phần cốp thì rất là rộng, em sẽ mở cốp cho anh chị xem nha. Cốp là công tắc điện nha anh chị nha. Phần cốp đây. Đó, đây là phần ghế. Thì khi mà chúng ta không sử dụng thì cái phần cốp này khá là rộng nè, có thể để đồ hành lý rất là nhiều. Đó, một không gian để hành lý rất là rộng luôn. Mà khi chúng ta cần đến những cái hàng ghế này để cho đi đủ 7 người thì chỉ việc một nắm một sợi dây là kéo lên thôi nha anh chị nha, rất là dễ dàng. Đó, rất là dễ dàng luôn. Hai ghế thì kéo hai ghế đó, phần này cũng có thể để hành lý cũng rất là ok rồi. Rồi bây giờ anh chị đi một vòng lại quanh xe phía bên này rồi mình sẽ đi vào khoang nội thất nha anh chị nha. Rồi, ok anh chị, đây là cái khoang hành khách phía sau của em nó. Thì cảm nhận đầu tiên của em về chiếc xe này đó chính là cái phần nội thất ghế ha. Ghế rất là xịn sò và có những cái lỗ thoát hơi nè, cũng như là được bọc da hết rồi nè anh chị ha. Đánh giá về em về cái phần ghế này còn khá là mới, khoảng tầm 80% ha anh chị ha. Rất là đẹp nè, có cả bệ tì tay, học để cốc luôn đó. Thì phần em sẽ vào bên trong, rất là rộng rãi luôn. Cái phần người ngồi phía sau và cái phần ghế tài xế rất là rộng rãi. Em đã điều chỉnh cái ghế này rồi đó, và chúng ta cũng có đèn nội thất nè.
màu đỏ, anh chị thấy không? MB Line đấy, cũng rất là xịn sò đối với một chiếc xe như thế này mà giá tiền quá là hợp lý luôn đó. Bên trong khoang nội thất em ngồi em cảm nhận cũng rất là sang trọng, tại vì nó được bọc da anh chị ạ. Với lại mình có một cái vị thế ngồi rất là cao ráo ha anh chị ha. Đó, và có cả cửa gió điều hòa phía đằng sau ở cái cột B luôn nè. Cái cửa gió điều hòa ở phía khu vực này nó rất là có lợi, tại vì nó không có giống như những xe khác thì hay đặt ở phía trên đây, thì nó sẽ không có phà vô trong mặt mình, thì cái này nó sẽ phà ngang người mình luôn. Cảm giác không có bị khó chịu khi mà gió nó phà thẳng vào mặt mình. Đấy. Rồi, review một chút xíu thôi, còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần khoang tài xế. Đi với em nha. Ok anh chị, đây là cái khoang tài xế. Thì rất là hay là ở cái chỗ là cái xe này, chúng ta ở cái phần cánh cửa chúng ta sẽ có một cái đèn báo hiệu cho người đi đằng sau thấy là chúng ta đang mở cửa. Rất là an toàn luôn. Rất là nhiều trường hợp mình người đi xe máy không quan sát, khi mà chúng ta mở cửa lại vô tình hai bên xảy ra tai nạn rất là đáng tiếc ha anh chị ha. Đó, thì cái phần này rất là quan trọng, cũng như là được trang bị cả ghế điện luôn anh chị ơi. Ghế điện luôn nha, tầm giá 500 triệu là có ghế điện cho anh chị luôn. Rất là xịn sò luôn. Rồi, em sẽ bước vào trong khoang tài xế ngồi cảm nhận nha. Điều hòa thì chúng ta sẽ có cái phần điều hòa tự động hai vùng độc lập đó, cũng như là cũng có đèn ambient light luôn, cũng có đèn nội thất luôn. Và thiết kế ở đây rất là đẹp ha anh chị, xuyên suốt ở những cái khu vực này là những cái tấm giả gỗ nè, có đường những đường vân gỗ rất là sang trọng luôn. Đấy, rất là đẹp. Ở đây cũng vậy nữa, đây cũng có những cái tấm giả gỗ rất là đẹp nè, thì tay nè, số sàn, hai vùng điều hòa. Đấy, màn hình DVD cảm ứng luôn. Xe này tầm tiền này là quá là ok luôn anh chị ha. Anh chị nào nhanh tay có thể đến alo cho em. Một số chỗ bán thì không có cam kết, nhưng mà bên em cam kết chất lượng rất là uy tín đàng hoàng. Anh chị cứ yên tâm ha, liên hệ số điện thoại hotline phía bên dưới, em sẽ tư vấn trả góp cho mình luôn. Thì cái xe này em quan sát ở chỗ này cũng có một số chỗ còn ni lông chủ cũ ảnh cũng chưa có lột luôn nè anh chị à. Rất là mới. Cốp đây. Đó. Xe số sàn nhưng mà có ga tự động cruise control nè. Đó, đầu bluetooth nè, đàm thoại rảnh tay nè, cũng như là nút tăng giảm âm lượng ha, nét bài trên vô lăng luôn. Đặc biệt là có đèn auto, đèn tự động luôn ha anh chị. Rất là lợi hại khi mà buổi tối mình đi mình hay quên là bị tuyết lại liền đó. Rất là ok luôn. So với tầm tiền này em này là quá là chuẩn. Gương chống chói tự động luôn ha anh chị à. Gương chống chói tự động luôn. Là có nghĩa là cái gương này khi mà anh chị đi tham gia giao thông thì có những cái đèn ở đằng sau pha lên phía trước, thì cái gương này nó sẽ tự tối xuống để không bị phản chiếu vào trong mắt của người tài xế nha anh chị nha. Đánh giá cái khoang này thì em đánh giá khoảng 80 mấy% á, đẹp, da còn rất là đẹp, căng đó. Rồi, trần rất là sáng sủa. Thì bên em có thương lượng cho chiếc xe này, anh chị cứ mạnh dạn liên hệ hotline để được tư vấn ha anh chị ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần khoang động cơ, để xem cái động cơ máy dầu này như thế nào sau khoảng 6 năm sử dụng nha anh chị nha. Ok anh chị, đây khoang động cơ nha. Cái hay cái nữa là cái nắp capo này, đặc biệt cái nữa là cái tầm tiền này á, chúng ta sẽ có hai bên thủy lực mở nắp capo luôn. Chúng ta không phải cần lấy cây chống chi cho nó mệt hết. Anh chị quan sát cái động cơ này nè, còn rất là mới luôn. Đi 41.000 là động cơ nó phải như thế này anh chị à. Đó, quá là chuẩn luôn. Tất cả động cơ đều nguyên zin hết nha anh chị nha. Thì đồng ý là chúng ta sử dụng cái động cơ máy dầu thì nó sẽ hơi ồn chút xíu, nhưng bù lại rất là tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là cải thiện được cái moment xoắn ha anh chị ha. Đi đường đèo dốc này kia rất là thoải mái luôn. Đặc biệt á là cái cách âm bên trong là rất là êm luôn, êm hơn những cái dòng xe máy dầu của hãng khác nha anh chị nha. Đó,
Rồi thì em xin nhắc lại một số cam kết mà bên Việt Hàn Used Car thường cam kết với khách hàng đối với tất cả những xe được bày bán ở đây. Đó chính là xe không đâm đụng nè, không thủy kích nè, động cơ hộp số đều nguyên bản cho mình luôn. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đủ điều kiện sang tên cho anh chị toàn quốc luôn. Và đặc biệt là cái xe này có hỗ trợ trả góp luôn cho mình. Anh chị đưa một số vốn rất là nhỏ thôi mà mình có thể rước một em này về sử dụng mục đích gia đình cũng được ha, đi kinh doanh cũng được luôn nha anh chị nha. Thì anh chị nào quan tâm có thể đến trực tiếp showroom em 387 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để được xem xe, coi những cái lời em nói có đúng không nha anh chị nha, hay là em lại chém nữa. Đấy, rồi thì sắp tới em sẽ làm nhiều clip nữa. Anh chị thấy hay hãy like, subscribe kênh của kênh Việt Hàn Used Car để xem những video mới nhất nha. Bấm nút chuông nữa nha anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.